bực toàn thể quý vị khán giả đã đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi. Chương trình quá nhiều trục trặc, không biết sao mà nó xảy ra đủ thứ chuyện hết trơn. Đi quay vài ngày á, mọi người hiểu không? Nó có nhiều vấn đề trục trặc xảy ra lắm. Nó về xe, về con người, về địa hình, về giao thông, về nguyên liệu, về thực phẩm, về tất cả mọi thứ xung quanh. Và bây giờ chúng tôi đang trên đường đi tìm kiếm một vị khách mời. Chào mừng quý vị đến chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Kiến ơi, có biết chừng nào anh Giang tới không? Nắng quá, sắp thành con khô rồi đây nè. Thôi. Thôi. Lâu vậy hả? Em có biết là em ngồi ở đây em chơi cỏ cây hoa lá, trong khi đó tụi anh đã gặp phải những điều vô cùng đau đớn từ sáng sớm. Sao vậy anh? Chiếc xe nó không chạy, nó đã có tuổi rồi. Dạ, tụi anh phải... Giống anh vậy hả? Giống anh vậy hả? Mình đẹp mình nói chuyện cho nó sang chứ được không? Anh Giang khỏe không? Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Và đây là Trương Quỳnh Anh, một cô gái ca sĩ diễn viên rất là xinh đẹp luôn. Em tuổi con gì? Em tuổi con rồng. Tuổi con rồng, đó, rồng bay phượng múa mà. Em mạng gì? Em mạng thủy. Em mạng mộc. Không hợp, hàng chi xui. Ôi vô duyên, sao xui? Xui quá, sáng giờ đủ chuyện hết. Nhưng mà anh hy vọng là từ giờ phút này trở đi nó sẽ hết xui. Đúng rồi, nó như cuộc đời em vậy đó. Nó như cuộc đời em vậy đó. Lúc đầu nó hơi gian truân. Mình đang nói gì vậy? Mình đang nói gì vậy? Lúc đầu nó sẽ hơi gian truân một chút, nhưng mà về sau lúc nào nó cũng sẽ tốt hết á. Là đời em bây giờ đang gian truân hay là đang tốt? Đang tốt rồi. Chứ anh gặp em ngày hôm nay là em không tốt lắm á. Ủa mặc đồ đi đâu hả? Đi chơi. Đi chơi. Chán thiệt chứ, con gái bây giờ mặc đồ thiệt, đi lên rừng xuống biển mặc đồ giống như là đi street style. Mặc đồ gì năng động nè, mặc cái quần này là leo trèo cũng được. Có điều nó hơi đắt chút xíu thôi. Hy vọng. Lên xe. Ủa em ngồi đây được không? Được. Lên. Đây chắc chắn sẽ có trái cây. Có trái dâu không? Có trái dâu là có trái cây. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm một cái gì đó. Nhưng mà anh thực sự là đang rất là khát nước luôn á. Kiếm nước cho anh đi. Mình có thể vào đó mình uống một cái gì đó được không? Được, đi. Có gì uống được không chị? Chứ em đuối quá. Mình uống sinh tố rau má anh. Rau má đậu xanh hả? Dạ, rau má không, rau má bông nè. Sinh tố dưa lưới. Trời trời. Dưa lưới mình tự trồng luôn hả? Dạ, dưa lưới mình trồng ạ. Dạ, organic hả? Dạ. Này bán nhiều chán? Dạ, 60.000 một ký. 60.000 một ký, nhưng mà nghệ sĩ là đặng không, anh bảo đảm luôn ở đây với thứ. Ơi. Ờ, đã vậy. Chính là chỉ cười là biết rồi. Chỉ cười hơi bị gượng. Hình như hồi sáng anh cũng không đem tiền đúng không? Cuộc đời anh làm gì có tiền mà đem. Em cũng không có đem tiền luôn. Tụi em có bạc thiên này. À em có thẻ giữ xe ở ngoài để em ra em lấy. Nó chỉ cho gì uống đi hai chị hả? Dạ. Uống gì? Dạ dưa lưới nhưng mà ít đá thôi. Dạ. Thôi dưa lưới đi mà ít ngọt ha. Dạ. Giống nhau. Thưa quý vị, sau khi uống một cái ly sinh tố gọi là dưa lưới. Dưa lưới tiếng Anh là gì ta? Dưa lưới là cái gì? Lưới melon. Thì hai anh em chúng tôi bắt đầu gọi là thư giãn tí, đi kiếm trái cây trồng theo cái phương pháp là organic. Organic. Wow. Lào gáp. Mà gì nữa? Việt gáp là thường rồi, cái này người ta trồng theo kiểu lào gáp. Kỳ quá à. Việt gáp là trồng để bán, còn lào gáp là trồng để cho. Ồ, cho mình đâu có tính tiền đâu phải không? Làm sao tính tiền nghệ sĩ được? Đâu, không có đem tiền. Em nói thiệt, em có đem tiền. Em có bao giờ đem tiền đâu, anh biết mà. Không có tiền đâu nha. Anh biết mà. Đại đà quý vị ơi, đây ta trồng chanh dây nè. Đây bây giờ đố nè, nếu trả lời đúng một cái cho 5 triệu. Dạ. Trái chanh dây, ngoài Bắc gọi là chanh leo. Dạ. Thì miền núi, ví dụ như Đắk Lắk hay Đắk Nông rồi ta gọi là gì? Bạn có 5 giây. Cho 5 triệu đúng không? 4 mát mát. 3 2 1 em mát mát. Em không đem tiền là đúng. Ủa sao biết hay vậy? Quê nội em ở Đà Lạt á. Hồi nhỏ em gọi vậy không á. Anh Giang ơi, mình lớn rồi đó, mình không có thất hứa đâu nha.
Làm lộn xảy cứu mấy đứa thấy không? Ồ vậy là em không có đem theo tiền là đúng. Đời mà. Thiệt. Mình buồn vì tim mình đau. Anh khác mà đó tặng em á. Không. Câu chuyện vừa rồi chúng tôi chỉ nói chơi cho vui. Không không không, 5 triệu là thiệt. Câu chuyện nó chơi cho vui nhưng mà 5 triệu là thiệt. Dạ hả? Dạ. Anh trái kia nó chín rồi kìa, đúng không? Đúng rồi. Nó màu nâu sẫm tím là chín, dạ. Tím đó là chín rồi đó. Anh hái đi. À mình có cần thiết làm gì đó không? Hồi nãy có một thoáng anh nhìn lên. Ủa sao biết hay vậy? Em nhìn ánh mắt anh là em biết hết. Một thoáng anh nhìn coi là có đường để hái hay không. Nhưng mà anh thấy nó hơi phiêu cho nên là mình có cần thiết không. Quý vị thấy không? Nghệ sĩ là vậy quý vị. Cái ánh mắt nó phải tinh tế và nó phải bao quát. Nhìn vô mắt tôi mà biết tôi sắp leo đây liền. Vậy mà không nhìn biết được cuộc đời mình. Giờ mình đi hái dâu được không? Thì bây giờ uống nước xong rồi bây giờ mình đi ăn dâu đi. Tại vì em có 5 triệu rồi em sẽ khao anh. Đây là vườn dâu organic. Dâu đâu? Trời ơi trời, dâu kìa. Một vườn một trái đó. Ủa? Sao? Ủa em thấy trên tivi mấy cái vườn dâu nó có nhiều trái dâu lắm mà nó rải rác ở đây. Khả năng là đây không phải là mùa thu hoạch. Cái trái này còn nhỏ quá, thôi để cho em lớn đi. Ở dưới là ta trồng rau má nè, thấy không? Dạ. Đây, dâu nè, thấy chưa? Thấy. Ê cái trái này được rồi nè anh. Thử coi, thử chua hay ngọt? Chua chua ngọt ngọt. Vậy là chua lắm đó, con gái mà cái chua chua ngọt ngọt là chua lắm luôn á. Cái này là hình như là mới thu hoạch xong nè. Trời buồn quá. Cái này là những gì còn sót lại của tàn dư đó. Mấy em bé nó nhỏ 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 mà. Ờ, à, bây giờ vậy đi, mình qua vườn rau đi ha. Dạ. Coi có gì không? Vườn rau mình đi nào chị? Đà, đi này luôn. Xin mời. Thưa quý vị là nghệ sĩ á, đôi lúc á, đi làm nhiều quá á, quên đi cái sự thoải mái của bản thân mình á. Lo phải chiều chuộng bản thân tí. Dạ. Lo phải mua một cái đồng hồ đẹp. Dạ. Mua một cái áo đẹp. Ăn một đồ ăn ngon và ngồi một cái view đó thư giãn. Dạ. Làm được điều đó thì anh sẽ làm giúp em hai việc. Trong cái clip đó anh sẽ giúp được em hai việc. Dạ. Tức là ăn ngon và ngồi thư giãn là anh có. Ăn ngon và ngồi thư giãn hả? Cái đầu tiên xanh không? Đầu tiên là cái gì? Mua cái đồng hồ đẹp. Mua cái đồng hồ đẹp á. Cái đó mới khó. Cái đó để má làm. Ồ. Ồ đẹp quá vậy. Như một bông hoa. Này là thủy canh đó mọi người ơi. Rau thủy canh nè. Ồ sạch khủng khiếp ha. Là cái cô canh này là tinh thủy á hả? Trời ơi. Con bé càng ngày càng duyên dáng nha. Trời ơi. Thủy canh là không dùng đất đó quý vị. Nhưng mà cũng hay. Rau rau thủy canh là có cô canh để tinh thủy á. Đây là cần ha. Thưa quý vị là rau ở đây có khả năng là đem lên là ăn luôn không cần rửa đó quý vị. Tại vì sao? Vì không dùng đất mà. Dạ sạch mà. Trời ơi trời nói gì nữa. Ngon. Thưa quý vị, một vườn rau như thế này á, nhìn thì bình thường nhưng mà để chăm sóc nó cũng cực lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Ôi trời ơi trời, rau quá trời rau, trời trời. Kính thưa quý vị thân mến, sau khi thăm thú rau cây hoa lá, chúng ta đến một nơi thanh bình và mát mẻ, nơi có những con bò. Chào bò. Bò ơi, chị là Quỳnh Anh nè. Bạn bè gặp nhau đó. Bây giờ mình sẽ xuống bến đò. Dạ. Mình chèo đò đưa em sang sông. Đi em dẫn anh đi. Từ từ có chừng chụp hầm bây giờ. Đây để em dẫn tôi anh đi. Tôi đưa em sang sông. Chiều nay mưa rơi âm thầm. Ê, chiều nay mưa là không quay được nha. Không ha, chương trình của tôi là mưa gió bão tôi vẫn quay ha. Ok. Chương trình thực tế mà lợi. Đây, chiếc du thuyền của chúng ta đã có mặt. Thế hả? Chúng ta sẽ xuống thuyền sang sông. Anh đưa em sang sông. Chiều nãy mưa rơi âm thầm. Ủa, anh Tư. Cái ghe gầy rồi à? Mà đang gầy ra. Ủa? Anh người mua? Anh Tịnh à? Ủa chà, anh Sai. Anh Tịnh mà đang phố Vĩ này ở rồi hả? Tình muốn đi làm ăn đi chơi đâu? Làm ăn đi chơi là hai tiền không ăn được sao vô có thể biến? Con chuồn chuồn, con chuồn chuồn. Đang từ từ em bắt con chuồn chuồn đó anh. Em bắt được cho 1 triệu. Nãy giờ anh cho em 5 triệu rồi đó nha. Anh nhớ nha, nhớ cái vụ 5 triệu nha, em không có quên đâu á. Cái xuồng đi được mấy người? Chú ơi, xuồng này đi được 2 người phải không chú? Rồi, lên gái lên con. Dạ em ngồi giữa nha. Đây ngồi đây nè. Rồi. Còn em nha. Nè bây giờ anh hỏi trước nè, biết bơi không? Biết. Chắc không? Dạ chắc. Bây giờ hỏi luôn một Phạm Thanh nè, trả lời thoải mái nè. 2 cái bộ thu này là bao nhiêu tiền?
Tầm dưới 100. Dưới 100 triệu. Cuộc chơi này có đáng hay không? Dễ với anh đi xuồng đi bắt chèo kéo hả? Lo. Thưa quý vị thân mến, kính thưa là nước thân mến, các bạn đã từng nghe Trương Quỳnh Anh hát trên sân khấu, Trương Quỳnh Anh hát trên phim ảnh, nhưng chưa bao giờ nghe Trương Quỳnh Anh hát trên sông nước. Ngày nay chúng tôi mời tất cả toàn thể quý vị, cá lóc, cá chép, cá chim, chuẩn bị ngồi lên để nghe giọng hát của Trương Quỳnh Anh. Đây là giọng hát lay động lòng cá. Ok chưa? Ok. Go! Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang trên sông nước để cùng với lại Trương Quỳnh Anh đi hóng mát sau những ngày làm việc mệt mỏi. Một ngày anh đi rất xa nơi đâu để mãi tôi tìm anh trong bóng đêm. Để chờ mình anh dưới cơn mưa qua làm giá băng nên lòng tôi xiết lại. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Ngày hôm qua anh rời xa tôi để lại trong tôi niềm đớn đau. Anh hỏi vậy? Giờ anh nơi đâu có hay trong lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hỡi người dấu yêu. Anh xin lỗi tất cả vì những gì đã qua, những năm tháng thật gọi nhau là chúng ta. Vì những thứ mình đã phải bỏ lỡ, vì một người thì đi còn một người thì ở. Cứ đổ lỗi cho anh. Cái gì vậy? Chả thiên hoài hoài vậy? Cứ đổ lỗi cho anh hết để mọi chuyện được em xuôi. Anh chắc là thật tội nếu điều đó làm em vui. Dạ, come on baby. Một ngày anh đi rất xa nơi đâu để mãi tôi tìm anh trong bóng đêm. Để chờ mình anh dưới cơn mưa qua làm giá băng nên lòng tôi xin lại. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Đêm khuya thanh vắng chỉ mình tôi ở đó để cho sương gió vây quanh tâm hồn. Giờ anh nơi đâu có hay chờ lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hỡi người dấu yêu. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua anh rời xa tôi để lại trong tôi niềm đớn đau. Hoa kia vẫn nở dẫu cho xuân buốt xa, nhưng sao anh nỡ xa tôi mất rồi. Để tôi đêm đêm tìm anh trong cô đơn giữa bầu trời bao la đầy sao. Hỡi người dấu yêu. Để tôi đêm đêm tìm anh trong cô đơn giữa bầu trời bao la đầy sao. Hỡi người dấu thôi. Một người thì chèo thấy bà hát bài khác đi. Biết bài hát hồi nãy có mặt hoài lắm không? Rồi, ok. Có được chúng ta trở lại sớm. Quên lỗi chúng ta đi ngược lại với người mình. Và cộng đồng của chúng ta bỏ lại thứ không phải vì anh có tổ yêu, không phải vì em có còn đam mê nữa, mà tất cả mọi chuyện đó được xây dựng trong câu chuyện mang tên là tình đoạn. Tìm về ký ức một xoa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại chưa vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mặc chỉ đâm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không mà nhớ, đợi chờ anh đến hóa. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau.
một nỗi đau này chết lặng giữa trời mây. Hẳn lại sao trong trắng tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người duy khác lạ. Vì đêm mai ngày cần xa cách. Sao từ mai vẫn buồn, từ mình hôm nay đổn thương riêng mình. Nhất nhà, về vô nước rồi. Nắng ấm tìm em. Thế mà chưa à. Giờ đây chúng ta là hai người dân khác lạ. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi đơn thương. Tự mình hôm nay tổn thương riêng mình. Tự mình hôm nay tổn thương riêng mình. Vỗ tay. Thưa quý vị thân mến, hôm nay là một cái concert on the lake. Và chúng tôi đã thu nhận được 385 lời yêu cầu cũng như gợi ý cảm ơn từ anh Bảy Cá Dép và anh Ba Caro. Ở dưới, mảnh không lên được. Bây giờ mình hát bài cuối cùng trước khi mình cảm ơn. Hãy chọn bài hát đi. Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì ngoài câu em ở đây nhớ anh phơi đầy. Anh hãy cứ yên tâm công tác, em xa diễn thủy chung một lòng. Người em nghĩ về anh thật nhiều để đêm đêm nằm mơ về anh. Anh đi hoài đường xa, em vẫn chờ đợi anh. Thưa quý vị thân mến, live show với hàng vàng khán giả là những loài cá không phổi thở bằng mang. Để chúng tôi kết thúc bằng một chiếc thuyền đắm trên sông. Đây là điều không ai mong muốn, rất là mệt mỏi. Hát đã không có ai vỗ tay rồi, không có cá xê rồi, còn bị tắm ướt thì nhẹp nữa. Không đem đồ thay. Hiểu hả? Số bạn sẽ đi về đâu? Thôi là chỗ này cạn đó. Anh biết bơi không? Anh biết bơi nhưng mà xa đó em bơi cho nổi không? Nổi, em sẽ cứu anh. Thông tin, thưa quý vị, ở mùa này chúng ta có loạt kèo kéo mới. Người đầu tiên hát cũng là người kết thúc cái đời của nó. Ủa vậy hả? Em là người đầu tiên hát cái loa này. Ủa? Mùa này và em cũng chính là người kết thúc cuộc đời của nó. Ủa? Là mua nhiêu vậy anh? 18,5 triệu. Mất vậy? 6 cái. Gì vậy? Lấy xuống. Gửi xuống giùm coi. Em sợ lắm luôn. Điều của trận chui vô nách anh. Ê đừng, đau. Kheo nhẹ đó bà ơi, tắt cái micro cho người tôi ăn. Sao em cũng
Lấy cái đuôi mày đó, khèo nhảy xuống. À biết rồi. Ô, con cá sấu hả anh? Cá sấu nào bạn, con này con thằng lặn nước thì thôi đi lên. Giờ đây chúng ta là hai người dưng ước nhẹm. Dù biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Ý chết cha. Cái gì nữa? Chúng mày hết. Khả năng là mấy 6 triệu á. Hơn á. Ừ, em lo cái gì đó, anh lo cái loa. Ủa sao? Cái loa có 18 triệu mấy mà 6 cái thôi anh ơi. Ở đâu ra đó anh nói giỡn thôi chứ. Thôi anh cũng khôn quá à. Em sao á? Nhưng mà dù gì đi nữa thì vẫn em cũng nhớ cái vụ 5 triệu kia nha. Nha anh Giang nha. Sáng biết gì em mang dép cho rồi đi. Chương trình là chương trình thực tế mà đi ăn giày. Em tưởng là anh cho em ở resort đồ á. Em ở một cái nơi như vậy. Nè bây giờ anh hỏi ví dụ em ngồi xuống đây nè. Em ngồi xuống đây nè. Bây giờ anh chị em chụp chụp hình kiểu ngày xưa nè. Đó, đó. Giống như nhỏ mày ở dưới Cà Mau lên được sở thú chơi gì đó. Đó. Vậy đúng không anh? Rồi ở đây cho mình nha. Ngay, đói bụng lắm rồi. Đói bụng hả? Kiếm cái gì ăn đi. Ở đây có hết, mình chỉ lên mình ăn thôi. Vậy hả? Mì gói ngon lắm. Ủa mấy chương trình khác em thấy anh cho người ta ăn ngon lắm mà. Thì đó. Em thấy ăn ngon em mới đi đó. Thì đó. Tới em sao? Thì đó. Tới em sao? Nè, qua chụp hình với cánh bướm nè. Hai mình ngồi trong lều nè. Đây. Giống hồi xưa, quá vậy. Xưa. Có giờ ngồi khóc mình không? Không phải là có bao giờ mà luôn luôn. Chi vậy? Đừng vậy nữa, bỏ đi. Anh nghĩ mọi chuyện là nó đến với mình rồi đúng không? Giờ mình khóc cũng đâu thay đổi được. Thì cũng phải trải qua một khoảng thời gian rất là dài tự khóc mình rồi thì mới nhận ra được chuyện thế đó. Thế thì sau khi mình khóc cho những việc đó thì mình nước mắt để dành cho cha mẹ. Đừng dành cho những việc tào lao. Ông trời không bao giờ bắt ai phải đi tới đường cùng hết. Dạ, yeah. Nhưng mà bây giờ em thấy thoải mái rồi. Mà cũng phải sau khi mình khóc xong mình mới nhận ra. Thì đúng rồi, cuộc đời phải toan vài lần chứ. Thôi toan lần được rồi. À không, anh nói về các mối quan hệ xã hội á. Yeah. Anh nha, anh có một cái đặc điểm luôn. Anh rất hay buồn về sự chia ly á. Chia ly một tình bạn, sự chia ly một cái mối quan hệ. Yeah. Dù là bạn hay là hàng xóm thì anh cũng tự buồn. Đời anh nhiều sự chia ly rồi, sợ sự chia ly lắm. Làm cho anh buồn á. Nhưng mà ông trời anh cũng thương lắm. Những lúc anh buồn như là những lúc diễn hài hay nhất. Ngộ vậy. Diễn hài làm cho người ta vui. Nhưng mà mình lại là cái người buồn. Vì khi mình lên sân khấu á, cái anh có trách nhiệm bản thân mình á. Khán giả người ta bỏ tiền người ta đi xem mình thì mình không thể nào lấy cái riêng của mình ra cho người ta xem được. À, mình phải lấy cái vui chung cho mọi người. Mỗi lần đó là anh tập trung 200% công lực. Xong cái anh xin ơn trên là cho con năng lượng để con làm điều này cho tốt. Sau đêm nay là con về nhà con sẽ buồn tiếp. Yeah. Rồi anh diễn mà anh vừa diễn xong là anh vô anh khóc là chuyện rất bình thường. Yeah. Anh khóc không phải vì mình làm được, anh khóc vì trời còn thương anh cho anh vượt qua được. Yeah. Những cái đó. Có nghĩa là khi mà mình trải qua rất là nhiều chuyện rồi thì có nhiều lúc em cảm thấy là giống như là mình có thể điều khiển được cảm xúc của mình á. Có những ngày em gặp có chuyện gì đó hoặc là em cảm thấy buồn, em rất muốn khóc mà mình lý trí hơn hồi xưa. Hồi xưa mình muốn khóc thì mình khóc, còn bây giờ mình muốn khóc mình sẽ sắp xếp một ngày để mình khóc luôn. Mình xả hết những cái gì trong lòng mình ra, mình cho phép mình được khóc để vào ngày hôm sau mình sẽ vượt qua được nó, mình sẽ mạnh mẽ hơn. Mà dù như đi diễn ở Việt Nam này sướng lắm, làm gì cũng có ekip. Còn có mấy đợt đi Mỹ làm live show á, mà anh rất muốn làm live show ở Mỹ không phải là vì để mình có nhiều live show. Anh không thích nhiều live show. Yeah. Nhưng mà anh muốn là ở Mỹ vì sao? Bên Mỹ hình như anh là người đầu tiên làm một trong những cái live show hài mà từ đầu tới cuối nghiêm túc, vì mọi người chỉ diễn tiểu phẩm này xong cái ca sĩ đó hát. Anh là làm nguyên một đường dây câu chuyện. Mà nói thì em là đi các tiểu bang mà đâu có nhiều cái sự trợ giúp. Anh phải tự làm đầu cụ, anh phải tự đóng bàn ghế luôn. Tự đóng bàn ghế? Tại vì không có đầu cụ mình phải tự cưa. Nhưng mà ở bên đó không có ekip để mà mình thuê hay là... Ở đâu ra em thuê? Không luôn. Và đâu có những người chuyên nghiệp em thuê? Dạ. Còn em thuê của Mỹ thì em đâu thuê được. Dạ. Ừ. Và sao anh tự làm hết, anh diễn các tiểu bang luôn. Đêm cuối cùng vừa diễn xong 3 tiếng hồ, vừa bước vô phòng trang anh ngồi anh khóc như một đứa nít. Anh khóc, vì... anh khóc, anh tức là không làm được nhiều hơn. Bởi vì nếu ở Việt Nam là nó đã nó hoành tráng. Hoành tráng lắm. Còn bên đó là người ta cũng bỏ tiền mà mình không được làm như mình muốn. Dạ. Không phải là vì không muốn làm mà vì không thể làm được. Anh vô anh khóc, trời ơi, anh khóc như một đứa nít. Lúc đó chỉ có Khả Như ngồi kế bên anh thôi. Dạ. Anh ức vì đối với anh khán giả quan trọng. Cho nên để làm một chương trình giống như Ông Làm Bếp nè. Dạ. Mấy bạn bây giờ làm YouTube cầm cái máy quay là xong rồi. Dạ. Anh làm phải set up một cái đoàn nó vừa nhanh vừa hiệu quả. Mà anh biết set up một cái đoàn như vậy rồi tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại, tiền máy bay. Dạ. Là khủng khiếp lắm. Nhưng mà anh luôn cảm ơn là khi anh làm được những gì đó chỉnh chu là ông trời ông cho anh nhiều thứ hơn nữa. Dạ. Anh thầm cảm ơn điều đó. Cho nên sau này mấy bạn trẻ sau này như Khả Như,
Buka hay là mấy bạn Lâm Vĩ Dại hỏi nó đúng không? Là anh thấy tụi nó giúp nhau về đóng phim đóng nọ. Dạ. Anh mừng lắm. Anh đi gặp tụi nó nói tụi bay vậy là tốt, cứ giữ vậy, anh em đừng ghét nhau làm gì. Dạ. Mà giờ mấy bạn cũng thương nhau lắm, anh cũng mừng điều đó. Mà anh cũng hy vọng là sau này cũng nhiều người sẽ thương em, giúp em, hỗ trợ em. Trong đó có anh. Có anh luôn ở đây và em chừng nhờ cái gì anh giúp được, anh giúp được hết. Để nghiêm túc. Đói bụng, đói bụng. Đói bụng hả? Đó. Đi. Đi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là sau khi chúng tôi đã ngã thuyền sang sông không được, đúng là cuộc đời đã ngã một lần thì sẽ có ngã lần thứ hai thì... Gì vậy? Đừng chùng mấy từ đó vô trong cuộc đời rồi, của em nữa đó. Ok là ok là. Bây giờ chúng tôi sẽ làm một cái món mà ở đây người ta có rất là nhiều, đó là gà nấu lá dích. Chưa bao giờ ăn. Chưa. Và chưa. Kèm theo dưa chữ. Thì chúng ta sẽ nấu rất nhanh thôi. Bây giờ đã có một nồi nước sôi như thế này, đang rất là sôi. Chúng ta sẽ dùng cái loại nhiệt kế. Trời ơi. Nó chơi ai làm vậy? Ai tào lao vậy? Em cũng không nghĩ anh tào lao vậy đâu. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ chặt gà. Chà, chết đây, ngon chết đây. Ở đây gà ta thả vừa cái cưng. Con gà nó bị nổi da gà. Em cắt đuôi đủ được không? Chứ em ở không thì nó cũng cắt cục á. Em hiểu anh nói gì chưa? Em hiểu rồi mà em không có cái thớt nè. Không, em cắt bằng tay thôi. Cắt bằng tay nó vô tay đó. Vô tay thì chảy máu có gì đâu. Mà anh nói món gì gà, lá gì lá dít. Lá dít. Là cái lá ở đây ta trồng được. Dạ. Lẽ ra hồi nãy mình sẽ đi hái đó. Dạ. Nhưng mà mình không có thời gian để mình bận làm live show đó. Mình lo đi hát quá. Vậy phải không anh? Cắt cục đi, cắt dọc lại xong cắt cục. Ở nhà không bao giờ cắt đủ hả? Hên là có biết cắt đó nha. Nhà biết nấu ăn không? Biết. Nấu cho ai ăn? Nấu mình ăn chứ ai dám ăn. Chúng ta đập sơ cái xương gà này để nấu cho nó ngọt nước. Ê, đây là phần đuôi à. Trời ơi, con gà này cái chỗ này nó mập ghê anh. Cánh. Ủa sao chỗ này nó không có da anh? Không rồi, da nó đâu rồi? Em cắt qua cái đùi rồi. À. Rồi. Đây là cái phần ức. Phần là con gái hay ăn nè. Gà đó. Vô đây được chưa anh? Vô được chưa? Cắt trái xanh thôi, cắt cái này chi, cái này nấu mau mềm, cắt trái xanh đi. Bỏ làm lành gì đâu. Sao lại không nói? Có câu chuyện nữa. Phải đâu phải có câu chuyện chứ em sao vậy? Thiệt á. Làm lại từ đầu hả? Em muốn làm lại từ đầu không? Muốn anh. Ok, hãy làm lại từ đầu những gì tươi muốn. Tươi xanh như vậy nha anh nha. À, tươi xanh okay. Như nồi canh nha. Anh chặt con gà xong nhiều khi em chưa cắt được miếng nó luôn á. Nó cứng á, anh phải cho em cái này là em cắt nhanh lắm luôn á. Xong. Con bé vẫn chưa xong. Đây nè, để con bé làm nè. Rớt kệ luôn đi. Ê, cái này đồ sống. Thì bên đây. Khoan từ từ. Bỏ qua kia. Anh cho em dầm giống vậy đi. Có cái thớt là em làm hay lắm. Có cái thớt là em làm nhìn chuyên nghiệp lắm. Không, anh hiểu mà. Giờ này dơ nè. Cái này dơ. Rửa nước phía sau nè. Rồi nước trong lu luôn. Như vậy là cái phần về đồ sống là chúng ta đã làm xong rồi. Da sẽ được dẹp một bên. Chúng ta đổ cái thớt lại. Sau quay. Và một con da mới xuất hiện. Wow. Ý trời, con da có chữ muốn ăn. Phải lăn vào bếp luôn nè. Ủa lạ lắm hả? Lạ. Cái thớt cũng có đây nè. Trời ơi xịn quá à. Ý cái này cũng có đó nè. Ờ đó. Trời ơi logo có ở khắp nơi. Mai mốt khách mời đi chơi lạnh xăm mỗi người cái muốn ăn vào bếp đi. Xăm. Tham gia có một chương trình thôi mà bắt tay theo cả đời nha anh. Đó. Rồi bây giờ cắt một ít hành. Chuyên nghiệp quá à. Thưa quý vị thân mến, tất cả mọi chuyện trong cuộc sống này xảy ra đều có nguyên do của nó. Mọi sự chán nản nó đều có nguyên do của nó. Mọi sự ly tán. Đàng hoàng nè, không rớt nữa đâu.
Chán thiệt. Ăn cay được không? Dạ được, em thích ăn cay lắm đó anh Giang ơi. Chúng ta sẽ nấu nhanh thôi. Vì gà này là gà ta nên nó cũng không có cứng như gà đá. Lần đầu tiên mà em hả nấu đồ ăn cái chỗ ngoài đường lộ thiên gì luôn á. Cũng là đầu tiên hát trên sông luôn hả? Vâng, hát trên sông xong rồi cái hả té vậy đó. Rồi. Nhưng mà nó mát. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu ướp một chút xíu dầu, nước mắm, tiêu, một chút xíu đường. Ngon. Rồi, người ta là người ta sẽ dùng khoảng 15-20 phút để ướp. Nhưng mình không có thời gian, mình sẽ nấu luôn, ok? Dạ. Yeah. Anh sẽ nấu kiểu nhà quê nha. Hiểu không? Hiểu kiểu nhà quê không? Kiểu nhà quê là sao? Là nấu đơn giản một mạch, không có màu mè, yeah, hoa lá hẹ gì cả nhé. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta để cái này xuống đây. Vì cái này nấu nước sẵn để lát mình nấu chỗ lẻ mà. Rồi lấy cái gì nữa? Cái này lên. Cái gì em phụ cho? Em đứng hát bàn nghe chơi đi là phụ đó. Rồi, hát hồi nãy dưới sông cái em té rồi. Dầu. Mấy cái này làm gì vậy? À, xong lát mình sẽ cái này mình xào sơ, xong lát mình sẽ bỏ vô cái nước kia đúng không? Cũng biết chứ bộ, em cũng biết rồi. Các bạn biết mà. Có nhiều người không biết mà. Qua đây đứng nè. Đứng đây nè. Chi? Nghe mùi thơm. À, đón hướng à. Ôi đó, đúng rồi. Đúng rồi, để hàng kia nó đứng ở kia không có hửa được gì hết trơn á. Quách rượu nó ăn. Chúng ta sẽ bỏ vô. Vì cái gà này rất là mau chín nên mình sẽ bỏ đu đủ vô luôn. Với lại đu đủ em cắt nhỏ quá. Thôi, cắt nhỏ mà để sau đi. Cắt nhỏ mà để vô nó mau mau mềm lắm. Nãy sao nó kêu em cắt luôn chứ rồi. Em làm lâu để em làm cho lẹ. Em làm cho lẹ, hiểu không? Em làm phụ bếp chuyên nghiệp lắm á. Vậy hả? Phụ đâu? Hả? Nhà. Phụ đâu? Phụ nhà chuyên nghiệp lắm hả? Dạ. À, còn cái này lát mình bỏ vô sau cuối cùng thôi. Lá này nó làm sao đây? Rồi, rất là nhanh chín, chúng ta sẽ bỏ đủ đủ cũng rất là nhanh chín. Đối với em cắt nhỏ quá cho nên nó sợ nó sẽ mềm, nhưng không sao, cắt nhỏ thì nó nóng mau, không có gì hết. Dạ. Nhưng mà chúng ta thêm một miếng nữa, cắt trực tiếp đi luôn. Bỏ cái hành này vô cho nó ngọt nước. Thêm ớt đi. Thích ớt thì bỏ thêm ớt. Thêm ớt. Rồi, như vậy là gần xong rồi đó. So easy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nêm một ít muối. Đường phèn. Hồi nãy là anh có bỏ miếng đường vô rồi phải không? Đúng rồi, giờ nêm đường phèn. Chút xíu xíu bột ngọt ha. Lát chúng ta sẽ dùng miếng Phú Hương làm từ bột đậu xanh, miếng được mua nhiều nhất, ngon, miếng nó ngon, dễ ăn, nó mềm mại. Em thích ăn miếng lắm á. Ăn vậy, với lại ăn miếng nó không mập bé. Đúng rồi, chính xác luôn. Này làm từ bột đậu xanh thì đâu mập, cái lượng tinh bột rất là thấp. Ở nhà em toàn miếng thôi. Dạ, vậy lát em ăn miếng không nha, anh ăn gà. Không, miếng là ăn để riêng cái chứ. Thì em ăn riêng miếng, anh ăn riêng gà. Buồn làm chi em ơi. Buồn á, thiệt sự luôn á, hát quá trời rồi, giờ chỉ cho ăn miếng không, cho ăn gà. Trời ơi. Beautiful chưa? Bây giờ mình sẽ ăn với miếng Phú Hương. Trời ơi, cái nhà em một đống. Vậy hả? Em chỉ ăn miếng thôi, mà miếng Phú Hương thôi, em thích màu xanh này nè. Đúng rồi. Dễ ăn mà nó không có mập. Làm từ bột đậu xanh. Nhiều khi đi làm về đói bụng á, là em sẽ ăn một gói này. Vậy hả? Đỡ. Đói quá sợ ngủ không được. Đây.
Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu cuối. Tuyệt chiêu cuối. Rồi. Bây giờ muốn ăn ớt này hay là nước mắm ớt sắc? Cái này là muối ớt. Cả hai anh, cái nào cũng ngon, cái nào có ớt là em mê à. Anh cũng ăn ớt ghê lắm. Em đây. Siêu thích ăn ớt luôn á. Đây, đó, hai chén cái bên đây cho nó hoành tráng. Để có đây. Mấy lần mà em đi quay phim mà em không mê diễn viên nam mà em mê cái bạn thiết kế á. Sao vậy? Tại anh làm cái chén muối ớt ngon quá, suốt ngày em đu đu theo để em kêu làm cho em ăn. Vậy hả? Dạ. Nè, hey sir, excuse me. Bây giờ mình không có kêu người ra lấy vô, mình phải chuyển giống như hồi xưa vậy đó. Hey. Hay không? Quá hay, hợp lý hay. Ê, chưa được. Chưa. Trước khi biết được thì mình ăn gà trước đi, tại sao mình phải ăn? Đấy, đến đắp cho. Ơi, bao nhiêu lâu rồi mới có người nấu cho em ăn vậy? Một người đàn ông xa lạ. Rất lâu, không biết luôn nữa. Hình như chưa có ai nấu cho em ăn hết trơn. Thiệt luôn á hả? Dạ. Đời bất hạnh như vậy. Một người đàn ông xa lạ thì em vô trong tiệm đầu bếp là nam thì cũng đúng là một người đàn ông xa lạ rồi. Rồi. Này, khi nào biến chính anh sẽ đắp cho, ăn đi. Đã quá. Đã quá. Em không thích ăn khô. Em thích ăn mấy cái canh canh hoặc là lẩu lẩu thôi. Đây, cho em cái muỗng, anh sẽ múc cho em thêm miếng nước nữa. Một bữa ăn của em mà nó không có kết thúc bằng canh hay là cái gì nước nước là em... Là em không cam tâm đúng không? Không cam tâm, cảm thấy giống như chưa ăn gì vậy. Vậy hả? Dạ. Nó sẽ hơi chua chua đúng không anh? Không, lá này không có chua mà đều thơm. Sao nãy em cắn, em thấy chua ta? Đâu có chua em. Em biết mình đã sai đúng không? Vẫn có chua chua nhưng mà em không nói á. Được rồi ba. Ham ăn á, phải ăn nóng chảy nước mắt luôn á. Vậy hả? Từ từ đi. Nước mắt mình cũng, nước mắt chảy nhiều rồi mà giờ vẫn còn hả? Nhiều. Hồi nãy mới dặn xong. Không đợi, không chảy nước mắt vì những điều vô lý. Nước mắt chỉ dành cho gì? Nước mắt chỉ dành cho cha mẹ. Đúng rồi. Rồi giống học bài xong rồi cứ trả đúng. Bài quá vậy. Đôi khi phải cần những người đàn ông như anh dạy dỗ để thật lòng. Trời, nước nó ngọt giả mang luôn á. Ở bên Nhật á là ăn mì là phải tạo tiếng động, người ta mới gọi là đó là sự trân trọng đồ ăn, đúng không? Nhưng mà bên Nhật không có dạy là nóng rồi được không? Bên Nhật người ta quên dạy cái đó. Lại chạy nước mắt. Có. Có. Không. Có. Sao em ngoan cố vậy? Ủa sao mắt anh kiểu như nó cứ long lanh vậy hả? Ừ. Trời ơi. Bé nói cỡ như thả thính nha. Ủa mắt anh kiểu như nó cứ long lanh vậy hả? Không, em không bao giờ thả thính ai luôn á. Anh biết mà, đó là lý do tại sao bây giờ bánh cô đến. Dạ, ngon đậm. Quá ha, đậm đà ha. Dạ. Gà này gà ta, tên luôn tôi thả vườn ở đây nè. Trời, nước mắm cay ngon quá, đã quá. Nhưng mà anh sẽ chấm cái muối này. Để em ăn thử một miếng gà. Thôi, em móc tay nha anh. Đúng rồi. Chứ rồi, ăn đũa đũa hay mắc mệt quá. Chấm nhẹ tay thôi, muốn mặn. Em thích ăn mặn. Em liếm trước. Ôi, bán đẹp làm gì cũng đẹp hết trơn. Anh làm gì sao em dám ăn? Đây là lá dít nè. Lá ở đây người ta trồng. Dạ. Ăn thử cho biết, tại vì không phải là em biết ăn này, em có thể ăn cái kia, cái gì cũng phải ăn hết trơn. Dạ. Cuộc sống này là vậy, người ta ăn được là mình ăn được. Dạ. Mắc mớ gì cái gì cũng không biết, không được đâu. Đừng làm vậy. Thôi là nãy giờ em chưa nói em không biết ăn cái gì nữa nha. Cái lá này có vị chua nha. Giờ anh mới thấy. Nó chua. Nó có vị chua mà nó bị vị thơm. Kiểu như lá giang vậy đó, nhưng mà không chua rồi, bằng lá giang. Nó không chua bằng lá giang thôi, tại nãy em ăn sống thử rồi. Ngon nha. Ngon á. Hấp nước vô. Ngon. Lá ngon ghê. Đàn ngon ha. Ngon. Đàn ngon. Nước ngon. Rau ngon. Rau ngon. Đu đủ cũng ngon nữa nè. Ai cắt còn ngon vậy? Em cắt với ai? Em phụ anh quá trời. Ngày hôm nay là thưa quý vị là rất nhiều điều lần đầu tiên. Lần đầu tiên ăn cái món lá dít nấu gà này. Và cũng là lần đầu tiên có một kình sệt trên sông. Với cái kết không tưởng. Lần đầu tiên ăn dưới trời vậy luôn á anh. Lần đầu tiên được người đàn ông nấu. Mà nấu ngon nha.
một người đàn ông nấu xuất sắc. Ừ, mà không phải là gia đình mình đúng không? Dạ. Lẽ là lúc này em phải khóc dài dột nước mắt á. Ừ, nước mắt không dành cho những điều vô nghĩa mà anh, chỉ dành cho ba mẹ thôi. Trời ơi, bé học tình bài nhanh quá. Đúng không anh? Chính xác. Đây là cái mề nè. Cho em đi. Và đây là cái gan nè. Thôi em thích gan đâu. Ừ. Đúng là không có gan. Trời ơi. Gì đâu. Ăn sao mà gà dính đầu. Đúng quý vị, nghệ sĩ đúng quý vị. Ca sĩ á, nghệ sĩ đó mà ăn gà dính lên đầu luôn không biết. Trời ơi, quê quá à. Thế em thấy em cười anh vui ghê á. Thiệt. Sao vậy? Vì anh thấy em hạnh phúc á, anh cũng thích làm những cho những người chơi tham gia với anh hạnh phúc á. Dạ. Nên em cười anh rất vui đó, vui trong lòng mặc dù bên ngoài anh không biểu lộ á. Ngon quá. Vậy em bắt chước em nấu món này được. Ừ. Mà nó đơn giản ha. So easy đúng không? Dạ. Ngày hôm nay cảm ơn em đã xuất hiện. Dạ. Đã cùng anh lang thang sông nước. Đã giúp cho anh tốn 4 triệu mấy tiền loa. Em tưởng em giúp cho anh cái gì, em suy nghĩ là ủa, sáng giờ em cũng không có giúp cho anh được cái gì nhiều lắm. Ai về rồi anh nói ra câu đó. Ừ. Nhưng mà vui. Với lại anh cũng thấy em vui vì em có những cái đầu tiên em được trải nghiệm á. Dạ. Anh cũng vui. Nhưng mà chương trình mình nó vậy á. Em thấy chương trình hay là hay ở chỗ đó đó. Có nghĩa là khách mời tới với chương trình không phải là vì được tham gia một cái show hot. Ừ. Mà là vì được trải nghiệm. Em là một đứa rất là thích trải nghiệm. Đúng rồi. Anh đi quay chương trình này là không set up. Dạ. Như nói với em là các bạn không hề biết mai sẽ quay gì, các bạn quay phim. Có nhiều khi anh cũng chưa tính toán trước luôn. Vì sao? Vì anh phải tới nơi. Dạ. Và anh gặp gỡ cái vị khách mời của anh nữa. Dạ. Anh phải hiểu tâm tư nguyện vọng họ là gì đó, rồi anh sẽ mang lại cho họ cái cảm xúc mới. Cho nên là cái điều mà người con gái hay cần là quý vị, đôi lúc chỉ là sự quan tâm thôi. Em cần một người quan tâm, nhưng mà anh chỉ làm cho em điều đó trong ngày hôm nay thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà những ngày khác không phải là quan tâm kiểu này nữa, vì em đâu có tham gia show. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh sẽ dõi theo em, thấy không? Cái gì cần thì hú anh vậy thôi. Dạ. Yeah. Đối với anh đơn giản là vậy thôi. Mọi người giận đừng có cắt câu này nha. Thiệt mà, anh học được từ Quỳ Linh đó là em út mình thành công mà anh Quỳ Linh. Yeah. Vui lắm. Nên anh sau này anh cũng tâm niệm là mấy bạn trẻ mà vui là anh mừng. Nếu mình đã thành công là anh hạnh phúc. Yeah. Tất cả những cái mà em thích nó đều nằm trong đây hết đấy. Anh sẽ nói ha, gà xả, đu đủ, rồi lá này. Và cái sự quan tâm khi nó ăn dành cho em thì muốn ăn đúng không? Đúng rồi, tất cả nằm trong đây. Ừ. Mình không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mà chỉ cần có sự yêu thương trong đó là ngon liền. Cái người ăn họ cảm nhận điều đó. Yeah. Mình nói chữ đơn giản là chữ nấu phải có cái tâm đó. Yeah. Nhưng mà nấu là phải có tình yêu. Tình yêu xương. Tình yêu xương. Nói chứ hôm nay rất là vui ha. Dạ. Ừ. Cảm ơn quý vị đã những người quý vị đã yêu thương anh em nghệ sĩ. Cảm ơn Kiều Quỳnh Anh đã đến với chương trình. Dạ. Cảm ơn dòng sông tuổi thơ. Cảm ơn cây bông, cảm ơn cây ổi, cảm ơn cái đất, cảm ơn bông bên kia. Mình chỉ nói một câu thôi, cảm ơn thiên nhiên kỳ thú là đủ rồi. Cảm ơn, thank you. Cảm ơn anh nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.